Xin kính chào tất cả quý vị anh chị em và các bạn. Hôm nay Trung Kiên Audio lên sóng giới thiệu bán với quý vị anh chị em và các bạn các cái sản phẩm băng cassette. Những cái, trong thị trường hiện nay thì bây giờ thì những cái thời buổi hiện nay thì bây giờ những cái dòng nhạc thì nó phổ biến rồi. Anh em có thể chơi qua điện thoại, chơi qua máy tính, rồi thì chơi qua đĩa nhạc vân vân, các mạng rất nhiều. Tuy nhiên thì cái phong trào chơi băng cassette xưa vẫn là một trong số những phong trào mà mình nhận thấy rằng là vẫn rất là phổ biến và vẫn nhiều các bác, các quý vị anh chị em rất là thích. Thì hôm nay Trung Kiên Audio cũng sưu tầm được một số lượng băng cassette với số lượng khoảng độ hiện tại bây giờ mình đang có là khoảng 500 chiếc băng cassette. Tất cả đều dạng có đầy đủ hộp như này các bác nhé. Và em đã phân loại ra là ba nhóm chính. Đó là các bác chờ chút xíu nhé, em cho cái băng nó chạy đã. Còn có tí nhạc. Hiện tại đang mở cái một cái băng cassette, rồi cái này là cái nhạc không lời. Và cái số lượng băng hiện tại em vừa về ngày hôm qua thì buổi sáng nay em ngồi em phân loại thì được ba cái nhóm chính. Thì em sẽ phân loại ra để bán và giao lưu với tất cả các bác và anh em mình như sau. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm băng về chủ đề nhạc xưa, nhạc trẻ, các cái nhạc dòng nhạc từ 6x, 7x đến 8x các bác nhé. Đấy là cái nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là các cái nhóm nhạc liên quan về cái chủ đề tân cổ giao duyên, nhạc cải lương. Em sẽ phân chung vào một nhóm. Và nhóm thứ ba đó là các cái nhóm nhạc cái nhóm băng em phân vào cái nhóm nhạc đó là nhạc quốc tế, nhạc không lời vân vân. Thì em sẽ phân làm một nhóm là nhạc quốc tế. Và đa số các cái dòng nhạc trong các cái băng này thì đều là những cái dòng nhạc từ thập niên 60, 70 hoặc là 80 trở lại các bác nhé. Đấy, một số các cái băng nói chung là hình thức thì nó có rất nhiều, có cái thì cũ, có cái thì mới. Nhìn hình thức thì đây có cái thì nó như thế này, tương đối là mới như này, chỉ bụi bặm tí thôi. Có cái thì nó cũ hơn một xíu, có những cái thì cá biệt, có những cái nhìn nó cũng rất là mới. Đấy. Thế thì em xin phép được phân nhóm như vậy và mở bán với tất cả các bác và anh em với các cái gói combo như sau. Các bác chú ý nhé, bên em bán combo cho nên là em sẽ phân theo ba chủ đề em vừa mới nói và em sẽ nhặt ngẫu nhiên các bác nhé. Em sẽ nhặt ngẫu nhiên đấy, chứ không theo một cái sự lựa chọn nào cả. Đấy, ví dụ anh em thích nhạc quốc tế, anh em bảo là bán cho tôi một combo nhạc quốc tế bao nhiêu băng đấy, thì em sẽ nhặt ngẫu nhiên từng đấy băng quốc tế và em sẽ gửi cho các bác. Hoặc là cải lương, nhạc tân cổ cũng vậy, hoặc là nhạc xưa, em sẽ phân được ba nhóm vậy, nhạc xưa này, nhạc cải lương này và nhạc quốc tế, đấy ba nhóm chính. Thì em sẽ bán như sau, em sẽ bán combo, em sẽ phân loại làm ba combo để cho các bác dễ mua. Combo 2 băng, combo 2 băng. Đó. Combo 5 băng. Tất cả đều có hộp anh em nhé, combo 5 băng. Và combo lớn nhất nó sẽ là combo 10 băng. Đấy, combo 10 băng. Đó, và các cái mức giá thì ngay sau đây em sẽ nêu luôn cho tất cả các bác và anh em mình cùng nắm được để mình có thể lựa chọn là mức giá nào nó phù hợp với mình nhé. Đó. Các bác trước khi nêu giá thì em cũng nói luôn, các bác mua về mình có thể chơi, trải nghiệm, có thể mua tặng ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người thân hoặc những người nào có sở thích sưu tầm băng. Nói chung nó là những món quà em thấy là cũng tương đối là có ý nghĩa đấy, để dành tặng cho những người thân của mình. Đấy, còn giá trị của thực tế mà nói, giá trị của nó ở mục đích là giá trị sưu tầm là chính, trải nghiệm là chính, chứ còn nói thật luôn là về cái chất lượng thì nó không thể so với những dòng nhạc hiện nay như là có dòng nhạc số, các nhạc phát từ CD vân vân thì chất lượng sẽ không bằng đâu. Thế cũng nói trước đấy, các bác anh em mình cũng nắm được là như vậy. Đấy. Thế còn băng hình thức thì có mới có cũ, đa số là cũng cũ thôi, không có cái mới tinh đâu. Đấy, đa số là cũng cũ thôi, cái kiểu như này thôi. Đấy. Và tất cả các băng thì em sẽ bao cho các bác là chạy băng có nhạc nhé, chạy ok, chứ còn em không thể mà bao chọn một cái băng được, bởi vì thực ra mà nói thì những cái băng này em cũng không có thời gian để em test kỹ từng băng một được. Thời lượng mỗi băng nó lên tới khoảng 90 phút thì thực sự các bác là cũng không có thời gian để mà ngồi test kỹ được. Đấy, chỉ bao là có nhạc và đúng chủ đề em đã nêu thôi. Đấy, thế còn quay về trở lại cái vấn đề về giá thành thì em sẽ bán ba combo, combo 2 băng. Combo 2 băng thì em sẽ bán và giao lưu với tất cả các bác và anh em với mức giá là 90.000, hai băng là 90.000. Đấy. Và bao phí ship cho tất cả các bác và anh em mình luôn. Đấy. Tất cả đều bao ship hết các bác nhá. Đấy. Combo 5 băng.
thì em sẽ bán với mức giá là 200.000. Đấy, 200.000 thôi nhé. Còn 5 băng thì sẽ bán là 200.000 và cũng miễn phí ship cho các bác và anh em mình luôn. Đấy. Còn combo 10 băng. Combo 10 băng thì em sẽ bán và giao lưu với các bác và anh em với một mức giá ưu đãi hơn là 360.000. 360.000 cho 10 băng và cũng miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác và quý vị anh chị em mình luôn. Với các đơn hàng anh em vui lòng chuyển khoản đủ luôn. Đấy, còn các bác chú ý nhé, tất cả những combo này bán giá như này thì em sẽ không áp dụng các chính sách chuyển khoản cọc, bởi vì số lượng tiền nó cũng nói thật là cũng rất là nhỏ, cho nên các bác chuyển cọc thì nó cũng hơi bị lắt nhắt và cũng mất thời gian. Đấy, các bác nào tin tưởng và đã theo dõi kênh một thời gian dài thì các bác có thể tin tưởng chuyển khoản, bên em sẽ gửi hàng và miễn phí ship cho tất cả các bác luôn. Đó, rồi xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị em và các bạn và tất cả các bác và anh em đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Trung Kiện Audio. Đó, mọi chi tiết liên hệ anh em vui lòng liên hệ số Zalo của Trung Kiện Audio là số 0975 575 262. Em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Trung Kiện. Xin chào các bác và hẹn lại các bác trong các clip tiếp theo của Trung Kiện Audio.